Theo tường thuật của báo The San Francisco Chronicle, thì khoảng 19% sinh viên hệ thống Đại học California bị giới hạn về thực phẩm. Bài báo nêu kết quả nghiên cứu năm 2015 cho thấy gần 1 trong 5 sinh viên, tức là khoảng 19% nói rằng họ thiếu ăn vì tài chính khó khăn. Trong khi 23% khác thì thường xuyên ăn không đủ chất bổ dưỡng. Phát ngôn viên của Alameda County Community Food Bank là ông Michael Farfetch cho biết, vào hồi đầu năm thì có hơn 500 sinh viên ở UC Berkeley phải nộp đơn xin food stamp. Đài truyền hình NCNBC tường thuật rằng nhu cầu food stamp tăng cao đối với một số sinh viên ở California do học phí đại học tăng cao trong những năm gần đây. Theo trang mạng park.com, thì một giới chức điều hành hệ thống trường công California cho biết, gần đây loan báo rằng hơn 800.000 sinh viên tiểu bang này có thể được ăn trưa miễn phí hoặc được giảm giá. Ông cho biết, cơ quan giáo dục các địa phương từ nay có thể sử dụng dữ kiện của MediCal để giúp xác định sinh viên nào hộ đủ điều kiện. Tuy nhiên thì không phải tất cả sinh viên có MediCal đều được hưởng ăn trưa miễn phí hoặc là giảm giá, mà chỉ sinh viên thuộc những gia đình có lợi tức thấp mới được xem là hợp lệ. Một khi được xác nhận thì sự hợp lệ của người sinh viên có giá trị suốt cả niên học.